Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại quyết định số 325/QĐ-TTg. Quy hoạch đã mở ra những cơ hội phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc nói chung và của tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Để Tuyên Quang phát triển phù hợp trong bối cảnh phát triển mới của vùng và của đất nước, tỉnh đang nỗ lực vươn lên để khơi dậy những tiềm năng, lợi thế của địa phương và đón bắt thành công mới. Tỉnh Tuyên Quang nằm giữa Đông Bắc và Tây Bắc, có diện tích đất tự nhiên 586.800 ha, dân số toàn tỉnh trên 80 vạn người, có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, 138 đơn vị hành chính cấp xã. Là tỉnh có hệ thống đường giao thông đi lại thuận lợi với các tuyến giao thông huyết mạch, chiến lược của cả nước, mở ra lợi thế rất lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và giao thương giữa Tuyên Quang với các tỉnh trong vùng và cả nước. Điều kiện của Tuyên Quang hoàn toàn có cái phong cảnh đẹp, trên núi, dưới sông, cánh đồng bằng phẳng, xung quanh có rất nhiều cái khu vườn đẹp. Thì chính vì vậy, chúng ta hoàn toàn có điều kiện tự nhiên để mà mở rộng lên loại 1. Với thế mạnh về nông lâm nghiệp, Tuyên Quang là một trong ba tỉnh dẫn đầu cả nước về che phủ rừng. Đây là lợi thế để nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ chọn Tuyên Quang làm điểm đến đầu tư. Tỉnh còn ban hành nhiều cơ chế chính sách để tạo đà cho phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị. Đến nay, Tuyên Quang đã xây dựng được 191 sản phẩm OCOP, đứng thứ 6 khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Tuyên Quang còn là tỉnh đứng thứ 5 của cả nước về diện tích và sản lượng chè, đặc biệt là vùng chè cổ San Tuyết, Hồng Thái với diện tích trên 1.600 ha. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản hàng năm tăng bình quân trên 4% trên năm. Căn cứ vào các cái đề án, kế hoạch của tỉnh đã ban hành, tập trung rà soát, đánh giá các cái chỉ tiêu, các cái mục tiêu, phân công các đơn vị phụ trách các địa bàn, phụ trách các lĩnh vực để tăng cường xuống cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc ở tại cơ sở. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các cái chính sách của tỉnh đã ban hành đối với lĩnh vực hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa cũng như là xây dựng nông thôn mới. Là một tỉnh miền núi với nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú, tại các địa phương trong tỉnh đã hình thành nhiều khu cụm công nghiệp. Những năm gần đây, Tuyên Quang đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có tiềm năng lợi thế. Sản xuất công nghiệp đã có bước phát triển với sự có mặt của nhiều nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài. Đến nay, Tuyên Quang đã thu hút 398 dự án với tổng vốn đầu tư trên 60.000 tỷ đồng vào các lĩnh vực như chế biến công nghiệp, nông lâm nghiệp và du lịch. Trong đó có 267 dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, chiếm 67% tổng dự án được cấp phép đầu tư, tạo việc làm cho khoảng 45.000 lao động địa phương. Ở đây đã hỗ trợ rất nhiều để tìm một cái nơi thích hợp nhất để đầu tư. Thì sau khi đầu tư cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho công ty mình, bất cứ là ở Nhân Sơn hoặc là ở đây thì cũng đã hỗ trợ rất nhiều. Cũng hy vọng là sau này có thể là hỗ trợ thêm. Thì bây giờ thấy là rất là hài lòng với cái môi trường đầu tư ở đây. Điều kiện thiên nhiên, truyền thống lịch sử cách mạng, bản sắc văn hóa tạo cho Tuyên Quang có đầy đủ những tiềm năng thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch tâm linh. Với trên 650 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng, Tuyên Quang đã trở thành địa chỉ đỏ trong những chuyến hành trình về nguồn của du khách cả nước. Hồ Na Hang Lâm Bình với diện tích hơn 8.000 ha nằm giữa Đại Ngàn, vùng rừng núi nguyên sinh, được ví như viên ngọc xanh giữa Đại Ngàn xứ Tuyên. Suối khoáng Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn là nơi lý tưởng để du khách nghỉ dưỡng, kết hợp chữa bệnh. Với nguồn nước khoáng nóng lên tới 69 độ C, được lấy trực tiếp từ mạch nước sâu hơn 150 mét dưới lòng đất, rất quan trọng trong y học để phục hồi sức khỏe và chữa bệnh. Tỉnh Tuyên Quang có 22 dân tộc cùng sinh sống với nhiều lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đặc biệt, Tuyên Quang có lễ hội Thành Tuyên là lễ hội trung thu được kỷ lục Guinness Việt Nam tôn vinh, có nhiều mô hình đèn độc đáo, hấp dẫn, lớn nhất cả nước. Với mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư cho các tổ chức cá nhân có vốn đầu tư lớn vào các dự án công nghiệp, sản xuất nông lâm nghiệp mang tính bền vững. 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh được duy trì ở mức khá. Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giá so sánh năm 2010 tăng 7,46% so với năm 2021, xếp thứ 2 trên 14 tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ, 1 trên 11 tỉnh miền núi phía Bắc và xếp thứ 18 trên 63 tỉnh, thành phố. Tăng trưởng GRDP bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng một người trên năm. Tốc độ giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh theo chuẩn đa chiều giảm 3,81%, cao hơn so với tốc độ giảm tỷ lệ hộ nghèo của vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Đời sống của cái vùng nông thôn có những cái tiến lên rất là rõ rệt. Nhiều những cái thị trấn thì đã được đô thị hóa, được tăng cường. Cái kết nối giữa các cái đô thị với lại khu vực nông thôn và đối với trung tâm mà chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh được thuận tiện hơn nhiều. Phải nói toàn diện là chúng ta có cái bước phát triển tốt đẹp. Những giá trị địa kinh tế đã tạo rất nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Và hôm nay, Tuyên Quang đang tiếp tục trên hành trình chinh phục những thành công mới, trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bao trùm và bền vững, tạo động lực phát triển trong vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Trên cơ sở đó, mục tiêu mà tỉnh đặt ra trong giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân phấn đấu đạt trên 9,5%. Cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 42,8%, ngành dịch vụ chiếm 40,8%, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 13,2%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 3,2%. GRDP bình quân đầu người đạt trên 130 triệu đồng một người trên năm. Định hướng đến năm 2050, Tuyên Quang là tỉnh phát triển, thu nhập cao của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, có môi trường xã hội văn minh hiện đại, sáng tạo, dân chủ. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển xanh, công nghiệp sinh thái, thông minh, dịch vụ phát triển đa dạng, hiện đại, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại và kết nối, hệ thống đô thị thông minh, xanh và bền vững. Di tích di sản văn hóa lịch sử được bảo tồn phát huy, người dân có cuộc sống tốt, mức sống cao, quốc phòng an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây sẽ là tiền đề để Tuyên Quang phát triển nhanh bền vững, lộ trình rõ ràng mục tiêu về kinh tế, phấn đấu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng kinh tế của GDP bình quân thời kỳ này là 9,5%, là cơ hội tốt thu hút vốn đầu tư nhân tài vật lực cho các dự án của tỉnh Tuyên Quang cũng như thành phố cũng như huyện, giúp cho các doanh nghiệp trong ngoài tỉnh có cơ hội đầu tư phát triển mới. Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2050, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, không gian kinh tế xã hội được tổ chức, phát triển hài hòa, hợp lý, gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm môi trường sinh thái. Xây dựng Tuyên Quang là tỉnh điển hình về phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Tỉnh sẽ tập trung phát triển 4 cực tăng trưởng. Đó là cực tăng trưởng thành phố Tuyên Quang và phía Nam huyện Yên Sơn, trọng tâm là đô thị, dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo. Cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị, du lịch tại huyện Sơn Dương, cực tăng trưởng du lịch, nông nghiệp hàng hóa đặc sản chất lượng cao tại huyện Na Hang, Lâm Bình, cực tăng trưởng công nghiệp và nông lâm nghiệp tại khu vực huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa. Quy hoạch Tuyên Quang trong tương lai không chỉ phát triển hạ tầng giao thông mà còn đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp dựa trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các mô hình kinh tế mới. Vì vậy, Tuyên Quang tập trung phát triển 3 trụ cột kinh tế, đó là công nghiệp chế biến, chế tạo, nông lâm nghiệp và du lịch. Bởi đây là hướng đi phù hợp với lộ trình để tạo động lực phát triển cho tỉnh.
để mang đến cho Tuyên Quang một diện mạo mới, tầm vóc mới, phù hợp với xu thế phát triển chung của vùng và khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Tuyên Quang đặt ra là nâng cao năng lực hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp, phát huy sáng tạo trong tham mưu, ban hành các cơ chế chính sách để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các cơ chế chính sách, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, ổn định, cụ thể, minh bạch, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sắp xếp ổn định sản xuất, đời sống dân cư nông thôn miền núi, xây dựng nông thôn mới, quản lý khai thác sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, thực hiện tăng trưởng xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai. Để tạo động lực đưa kinh tế xã hội bứt phá vươn lên, tỉnh Tuyên Quang xác định kết cấu hạ tầng giao thông là mạch máu, động lực cho phát triển nền kinh tế. Tuyên Quang đang tập trung chỉ đạo quyết liệt và huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, giải quyết nút thắt về giao thông, hạ tầng số, tạo điều kiện để thu hút đầu tư. Với những điểm nhấn trọng tâm trong quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, tạo động lực phát triển trong vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Tuyên Quang đã được chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể trong những năm tiếp theo. Vậy thì Tuyên Quang phải tiếp tục bám sát vào cái quy hoạch đấy để chúng ta ý tưởng và phát triển thành những chương trình lớn để phát triển kinh tế, đề ra những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ. Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước và chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh quốc gia và bám sát các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Quy hoạch còn mang tính định hướng phát triển, khơi dậy và phát huy tối đa hiệu quả các tiềm năng lợi thế, nguồn lực trên địa bàn, đáp ứng kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới để Tuyên Quang phát triển toàn diện, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.